Tiếp tục chuỗi chương trình kết nối cung cầu Đà Nẵng năm 2021, vào tối qua ngày 3 tháng 12, Sở Công Thương tổ chức phiên chợ kết nối tiêu thụ hàng Việt với sự tham gia bày bán hơn 150 sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm thương mại đặc trưng của các địa phương. Sự kiện diễn ra tại khuôn viên siêu thị Co-op-Mart trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê. Phiên chợ với quy mô 40 bàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm của gần 90 doanh nghiệp sản xuất tại Đà Nẵng và các tỉnh thành phố Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Dương. Nhiều sản phẩm đa dạng được trưng bày như rau củ quả, bánh kẹo, nước mắm, sản phẩm dầu gội, tinh dầu làm từ thiên nhiên, nấm các loại, thực phẩm đã sơ chế sẵn. Sản phẩm của em thì vừa mới được chứng nhận OCOP cách đây trong đợt này của thành phố. Thì cũng bất ngờ bởi vì em thấy cái hiệu quả. Từ hồi giờ em bán truyền thống thôi, nhưng mà cũng lần đầu tiên tham gia. Thì sau đó là rất nhiều các cái siêu thị, em kết nối được rất nhiều siêu thị và hàng em trực tiếp xuất bán trực tiếp qua luôn sau khi OCOP, sau cái ngày OCOP đó. Em thấy cũng bất ngờ và em đánh giá là hiệu quả. Lãnh đạo Sở Công Thương nhận định, các hội nghị kết nối cung cầu trong thời gian qua đã đem lại kết quả khả quan, thu hút được hàng trăm đơn vị doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam và đã có nhiều biên bản thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc kết nối cung cấp sản phẩm, hợp tác giao thương được ký kết giữa các nhà sản xuất và doanh nghiệp phân phối. Tin tưởng và các sản phẩm được OCOP của đã được thành phố cấp. Một số mặt hàng là theo cái tiêu chuẩn thì cũng rất là tốt, nhưng mà hiện nay chúng tôi đang có một cái vấn đề thì là các doanh nghiệp các sản phẩm đó thì cần có thêm cái những cái giấy tờ thêm để cho cái giá trị của cái hàng hóa người ta vào đến siêu thị để được tốt hơn. Và cái giá cả thì hiện nay cái giá cả của họ rất là tốt rồi, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng những cái mà chính sách của thành phố hỗ trợ thêm cho họ để cho họ được có thể nhanh chóng được vào cái hàng hóa của siêu thị tốt hơn. Bên cạnh mua hàng trực tiếp, phiên chợ cũng kết nối sản phẩm với kênh trực tuyến www.kếtnoihangviet.com để người dân tiện lựa chọn phương thức phù hợp. Hoạt động nhằm tạo cơ hội để các đơn vị quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua nhiều kênh khác nhau. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 5 tháng 12.